Revelation Rồi chúng ta nói với nhau trong Khải Huyền chương số 2 câu 17. The last part for the people who conquer will get a new name. Và cái phần cuối đó là người nào chiến thắng thì Chúa sẽ ban cho tên mới. Amen. So this is something new. Ở đây nó có cái chữ mới ở đây. When you are a conqueror, you get a new name from God. Khi quý vị là người chiến thắng thì quý vị nhận được tên mới từ nơi Chúa. So I'm going to talk about names. Nên tôi sẽ bàn đến tên hay là danh ở đây. Names are very important in the eyes of God. Tên hay là danh là rất quan trọng trong mắt của Chúa. God himself got many names. Chính Chúa Ngài cũng có nhiều danh xưng khác nhau đúng không nào? It's not just God, but he got many names. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời nói chung mà Ngài có nhiều danh xưng để mô tả về thuộc tính của Chúa đó. So God knows what he's doing. Nên Ngài biết rõ cái điều Ngài đang làm là cái gì. So names are very important for God. Và đối với Chúa đó, tên là hay là danh là rất là quan trọng. When you know God's name, you know him. Một khi anh chị em biết danh của Chúa, anh chị em cũng biết Chúa là ai. Many of us, I'm sure you know Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Tôi tin là nhiều người trong anh chị em biết rằng danh của Chúa, dù Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. There are much more than what we just these two names. Thật ra là nhiều hơn nữa, ngoài những cái danh mà anh chị em đã biết thì Chúa còn nhiều danh xưng khác nữa. Even the word God, the Lord Almighty. Ngay có một danh khác là Đức Đấng Toàn Năng, là Đức Chúa Trời Toàn Năng. The Lord Almighty means he's the army of heaven. Đang nói cái gì? Đang nói một đội quân hùng hậu của thiên đàng đó, hay là Chúa được mô tả như là một cái đội quân hùng hậu của thiên đàng. So the Lord wants us to understand his name. Nên tôi cũng muốn anh chị em thông hiểu về danh của Chúa là gì. And the Jewish people, they have a concept of a name. Và đối với người Do Thái, họ có khái niệm rất là rõ ràng liên quan đến danh xưng. Anytime I ask the Vietnamese, what's your name? Rất là nhiều trường hợp như vậy, tôi hỏi người Việt Nam là, ồ, tên của bạn có ý nghĩa là gì vậy? I ask what's the meaning? Và tôi hỏi rằng là ý nghĩa tên của bạn là gì hay là bạn tên gì? Họ nói là không có ý nghĩa gì hết đó. Cannot be. Đặt tên mà không có ý nghĩa gì hết đó vậy. When your father, your mother, or your father name you, there's a reason. Ở khi mà cha mẹ đặt tên thì phải có lý do gì chứ, chẳng lẽ cứ đặt tên đại hả? Same as the Jewish people. Bây giờ đúng với đối với người Do Thái cũng when vậy thôi. Their children, khi mà họ đặt tên cho con cái của họ, they associate the dream with the children. Thì họ liên quan đến cái điều gọi là ước mong của họ dành cho con của họ, nó có liên hệ chặt chẽ với nhau. Maybe they cannot do those things. Nhiều khi đứa con nó không làm được vậy. They want to name the children, so the children can do those things. Nhưng mà họ muốn đặt tên con của họ như thế để rồi con của họ có như là được có phương hướng để mong muốn để làm chuyện đó. Why name that your son Hosanna? Bây giờ lý do vì sao bạn đặt tên con của bạn là Hosanna? Amen. Tại sao? There's a reason, right? Có lý do đúng không nào? Maybe like to say to the Lord. Có thể là bạn muốn là con của mình là như là Hosanna dâng lên cho Chúa. You have a dream for your child. Có nghĩa là mình có một cái hoài bão, một cái ước vọng nào để dành cho con của mình. But the Jews are more serious. Nhưng mà đối với người Do Thái họ còn nghiêm túc hơn trong chuyện này. God's name. Nhưng mà thông thường như vậy là họ đặt tên cho con họ nó có cái liên hệ đến Đức Chúa Trời. Yeah. Can link to God. Có nghĩa là luôn liên kết đứa con đó với lại Chúa. Amen. So you understand, we always say, so God is always in the mind. Thành ra chúng ta cần phải hiểu được này, trong tâm trí của Chúa đó. There's something we can learn from the Jewish people. Ngài có cái ý định của Ngài liên quan đến bày tỏ tên của Ngài, và đó cũng là điều chúng ta học được từ người Do Thái. There are two types of thinking. Có hai cái dạng suy nghĩ. We have the Jewish thinking. Một là dạng suy nghĩ của người Do Thái. And we have today the Greek thinking. Và cái lối suy nghĩ thứ hai, lối suy nghĩ theo cái kiểu trường phái kiểu Hy Lạp. The Western education is linked to linked to the Greek thinking. Cái nền giáo dục của phương Tây ngày nay đó, nó là liên kết chặt chẽ với lại cái lối suy nghĩ của nền văn hóa Hy Lạp, hay là lối suy nghĩ của người Hy Lạp. Even the university system is linked to some Greek philosopher. Ngay cả bây giờ trong cái anh chị em đi học đại học đi chăng nữa, thì cái nền giáo dục của đại học á, nó liên kết chặt chẽ với những cái triết lý của Hy Lạp ngày xưa. I would urge you that we should more in the Jewish thinking. Tôi khích lệ anh chị em đó, nếu mà mình chọn cái lối suy nghĩ tư duy á, mình nên học cái lối suy nghĩ tư duy của người Do Thái hơn. Because Greek thinking can be quite off. Nghĩa là cái lối suy nghĩ của người Hy Lạp đó, nó khiến mình nó bị lệch ra khỏi cái tư duy của Chúa đó. For example, the Greek thinks that the body is not important. Ví dụ như người Hy Lạp đó là thân thể, thân xác này là không có quan trọng bằng tâm linh. Mình làm gì với thân xác cũng không sao hết. You can kill the body. Mình có thể hành xác hay là mình giết thân xác của mình cũng không sao.
You can commit sexual immorality in your body. Có thể quan hệ tình dục một cách gọi là lúng túng bừa bãi cũng không sao hết, tại vì nó không có ảnh hưởng gì tới tâm linh mình. So it's a different concept. Vậy cái lối suy nghĩ gì nó khác với lại người Do Thái hay là đối với Kinh Thánh. But I'm not asking you to follow the Jewish way of worship, for example. Rồi, nhưng mà tôi không có nhất thiết là nói anh chị em phải đi theo cái cách thờ phượng, cái lối thờ phượng của người Do Thái đâu nha. Today many people in the church, they have Jewish style of worship. Ngày nay trong hội thánh nó có rất là nhiều người là thờ phượng theo cái cách thờ phượng của người Do Thái. Their Sabbath is Friday evening to Saturday. Ví dụ như cái ngày Sabbath đó là bắt đầu từ chiều tối ngày thứ sáu cho đến chiều tối ngày thứ bảy. There are many. Nhiều người nghe mấy họ thờ phượng theo kiểu người Do Thái như vậy. It's only a form, it's not important. Nhưng mà tôi nói cho em, nó chỉ là hình thức thôi, đó không phải là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta cần phải học cái lối suy nghĩ của người Do Thái đó, liên quan đến một số điều cụ thể mà họ suy nghĩ, đặc biệt là liên quan đến Đức Chúa Trời. I will give you some names and explain to you the meaning. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em một số cái tên gọi và giải thích cho anh chị em cái ý nghĩa của tên gọi như thế nào. For example, the word Jesus. Ví dụ như danh Giêsu chẳng hạn. It means Jehovah saves. Có nghĩa là Jehovah là đấng cứu rỗi. Vậy thì Chúa định sẵn là khi Chúa Giêsu ra đời thì có danh là Giêsu, mang ý nghĩa là đem sự cứu rỗi chúng ta ra khỏi tội lỗi đó. There's a person called Jacob. Rồi có một cái người khác trong thời cựu ước tên ông là Jacob. It's not a good name. Jacob không phải là tên tốt. He means supplanter. Cái kẻ giống như là cái kẻ hất cẳng người khác, cái kẻ gọi là chơi gọi là gì, lưu manh đó, giống như cái kẻ ăn chặn, lưu manh ăn chặn đó, kiểu là hất cẳng người khác, cái kẻ lừa đảo đó. Amen. So never name your son Jacob. Thành ra đừng có đặt tên anh con của anh chị em là Jacob nhá. But many people honest, they learn the meaning. They go, oh, my son is Jacob. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay đã đặt tên con, thích đặt tên con là Jacob. The moment you know the name, you will name them like that. Thật ra anh chị em hiểu ý nghĩa của cái tên như thế nào thì anh chị em sẽ không có đặt tên con anh chị em theo cái một số cái tên nhất định. In the book of First Samuel, there was a high priest. Bây giờ trong sách Samuel thì có nói đến thầy tế lễ thượng phẩm. He's okay. Ông này thì cũng được. But his two sons are terrible. Nhưng mà hai đứa con của ông thì thôi là khủng hoảng luôn, khủng khiếp. Amen. Amen. They have also a sexual immorality. Hai đứa con của ông đó là phạm tội vô đạo đức về tình dục. What they want, they take from the people. Và bây giờ nó là nó muốn cái gì là nó lấy, nó chiếm đoạt của người khác. And one of them called Phinehas. Một trong hai đứa con là giống là Phinehas gì đó. Phinehas, yeah. And his wife gave it to a son. Rồi thì cái người vợ của cái ông này sinh cho ông một đứa con. And she gave it to the son died. Thì cái bà này bà sinh đứa con nhưng mà bà sinh xong rồi bà chết á. What's the name she gave to the son? Thì trước khi chết bà cho bà đặt tên đứa con của bà. Ichabod. Ichabod. Glory has departed. Có nghĩa là vinh quang rời khỏi Israel. Amen. You understand? Anh chị hiểu điều này không à? God, many times God allow his glory. A lot of problem in this church. Thành ra nhiều khi Chúa những cái chuyện xảy ra trong hội thánh của Chúa là trong dân của Chúa. It doesn't approve them. Nó không có nghĩa là Chúa đồng ý với những cái chuyện này xảy ra. Nhiều khi như vậy Chúa để cho những cái chuyện như vậy xảy ra là vì Chúa muốn chúng ta có cái cơ hội để ăn năn. But when you refuse to repent, nhưng mà khi chúng ta khước từ, nó không chịu ăn năn gì cả. The glory will depart from the church. Glory will depart from your family. Thì vinh quang của Chúa rời khỏi hội thánh, hay là vinh quang của Chúa rời khỏi gia đình của mình. And Eli lost his priesthood. Và rồi thầy tế lễ thượng phẩm Heli là mất cái chức thầy tế lễ luôn. From generation to generation. Đối với thời đó là chức thầy tế lễ đó là được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Because he never do anything about the two sons. Nhưng mà bởi vì ông thầy tế lễ thượng phẩm Heli này, ông không có chịu làm gì để xử lý hai đứa con trai của ông cả. Judge him. Nên Chúa phải đoán phạt ông. He lost his later on the family lost the priesthood. Và gia đình của ông là mất cái chức thầy tế lễ luôn, không được tiếp tục giữ chức làm thầy tế lễ cho dân Israel nữa. So this is a warning to all of us. Nên đây cũng là sự cảnh báo dành cho tất cả chúng ta. Not just Eli. Vấn đề không phải chỉ thầy tế lễ thượng phẩm Heli mà thôi. Not just Phinehas. Không phải là Phine mà thôi. The example in the Bible is for us to learn. Những cái tấm gương như vậy là được nêu ra trong Kinh Thánh để làm cái bài học để chúng ta học, để đừng có rơi vào xe đổ người đi trước. To be encouraged and to learn about the example. Nhiều khi mang tính khích lệ chúng ta và chúng ta học nơi tấm gương, gương tốt thì chúng ta làm theo, gương xấu thì chúng ta tránh xa. What did Eli say?
Và cái ông Eli, thầy tế lễ thực phẩm Eli nói gì? When he heard the prophecy from little Samuel, lúc mà thầy tế lễ thực phẩm Eli đó nghe cái lời tiên tri từ Samuel lúc còn nhỏ, he's a totally irresponsible person. Thì cái ông này đó là hoàn toàn sống vô trách nhiệm, ông không có chịu ăn năn gì hết á. He said, let it be according to the word of God. Ông này chỉ nói theo như lời Chúa phán như vậy thì xin được ứng nghiệm, xin được thành tựu vậy thôi. The Lord sent the prophet to your life. Khi mà Chúa sai một tiên tri đến để có lời tiên tri cho đời sống anh chị em. Mình cái lời tiên tri đó nó không có phải là cái lời tốt, nhưng mà mình nói thay quá tốt quá thôi, xin lời nó được ứng nghiệm. The Lord wants you to turn back to him. Thì thật ra lúc đó Chúa muốn là ông này và gia đình của ông phải quay trở lại với Chúa. Change your ways. Thay đổi đường lối của mình. And the Lord will not do what he planned to do. Thì Chúa sẽ không có làm cái điều mà Ngài tuyên bố Ngài sẽ làm. Có nghĩa là gì? Cái đó điều xấu. Chúa thật ra Chúa tuyên bố điều đó là bởi vì Chúa cho họ ăn năn, nhưng mà họ không chịu ăn năn thì cái điều đó sẽ được ứng nghiệm. You know, in the Old Testament, the prophets are all stoned or killed. Chúng ta biết là trong thời cựu ước là nhiều tiên tri là bị ném đá, là bị giết hại nữa. Today, the real prophet will rise today. Và ngày hôm nay Chúa cũng dấy lên những tiên tri thật của Chúa trong thời đại ngày nay. We also want to stone and kill the prophet. Nhiều khi là mình nhìn mấy tiên tri thật mình cũng muốn ném đá, muốn giết luôn cho rồi. Amen. Amen. Bởi vì tiên tri thật của Chúa sẽ nói sự thật cho anh chị em. So you can repent. Sự thật nhiều khi mất lòng mà tôi không chịu, mình không chịu ăn năn. Ăn năn là một điều rất là quan trọng cho bước đường đi theo Chúa. Amen. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống trên đất này. Chúng ta vẫn còn sự bất toàn của mình. Và chúng ta cần phải tiếp tục gọi là nên thánh như Chúa là đấng thánh khiết. So you remember the story of Eli. Nên chúng ta cần phải nhớ câu chuyện của thầy tế lễ thực phẩm Eli. Rồi nhớ câu chuyện của đứa bé sinh ra tên là Ichabod. Amen. And then there's a guy in the early days, Eve gave birth to a son. Rồi chúng ta nhớ được rằng là trong cái giai đoạn đầu thời sáng thế đó thì Eva sinh một đứa con trai. First son is called Cain. Đứa đầu tiên là Cain. There are few meanings to it. Tên Cain có vài cái ý nghĩa. I've gotten a man from the Lord. Tôi đã nhận được một đứa con trai từ nơi Chúa đó. Amen. Amen. He named the son because God say your son step on the serpent's head. Nhớ là Eva đặt tên đứa con như vậy là bởi vì trước đó Chúa đã phán rằng là dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn. Rắc rối trong nhiều người chúng ta gặp phải là chúng ta cứ nghĩ là cái lời là tiên tri Chúa phán ra hôm nay thì ngày mai sẽ được ứng nghiệm ngay lập tức. Đó là cái rắc rối chúng ta không có nhìn xa trông rộng như Chúa. When did the Messiah come? Khi nào đấng Messiah mới thật sự đến? 4,000 years after Adam and Eve judged. 4,000 năm sau đấng Messiah mới đến và Ngài mới thực hiện cái điều mà cái lời tiên tri đó là dạy đạp đầu con rắn đó. God has a timing. Nên Chúa có thời điểm của Ngài. Thành ra nhiều khi mình cứ nghĩ là cái này là tôi nhận cái lời tiên tri được ứng nghiệm từ nơi Chúa rồi nè. And then she favored the son. Nên nó là Eva có vẻ cưng cái đứa con trưởng nam của mình. She gave birth to another son. Và sau đó đặt tên một đứa khác, con trai khác. Called Abel. Đứa con trai thứ hai đến là Aben. It means what? What does it mean? Đến Aben nghĩa là gì? It means nothing. Không có nghĩa là gì hết. It means wind. Gió. Here's that. Anh chị hiểu không? For her, Aben is nothing because it's not the Satan crusher. Thì trong cái suy nghĩ của Eva, Aben không có quan trọng gì hết á, bởi vì Aben không phải là cái đứa con mà dày đạp đầu con rắn. Cain mới là đứa con dày đạp đầu con rắn. Thành ra tên là rất là quan trọng. Tôi muốn anh chị em hiểu rõ cái ý nghĩa quan trọng của vấn đề tên này. Nhiều khi cha mẹ có khuynh hướng là cưng đứa này hơn đứa kia. Mình có thể biết được qua cách mình đặt tên đứa con của mình. Mình cũng biết là mình cưng đứa nào. Because your name is it's wind, it's nothing. Tại vì khi mình đặt tên Aben là như gió, là gió thoảng mây bay ở cái kiểu đó vậy đó. But this Abel from nothing, he become a worshipper of God. Nhưng mà cái ông là Aben gió thoảng mây bay đó lại là người thờ phượng thật, lại là người được Chúa đẹp lòng. Mình nghĩ đó là không có gì cả trong cái mắt của con người, nhưng mà đối với Chúa lại là quan trọng. Amen. God, you are a worshipper. Trong mắt của Chúa mình cần phải là người thờ phượng Chúa. Amen. Amen. When God see things, it's different from what we see. Bởi vì cách Chúa nhìn nhận đánh giá vấn đề nó khác với cách chúng ta nhìn nhận đánh giá vấn đề. Amen. Amen. Rất là đáng tiếc rồi Aben thì chết thời sớm, đúng không?
murder. Có bởi một cái kẻ sát nhân đầu tiên chính là Cain. I want to highlight to you what sin can do to us. Tôi muốn anh chị em hiểu được một cách rõ ràng là tội lỗi có thể đem chúng ta, cuộc đời chúng ta đến chỗ nào. Adam and Eve actually they were disobedient to God. Đầu tiên là Adam và Eva họ đã bất tuân, họ là không vâng lời Chúa. Very clear command. Chúa phán rất là rõ ràng, mạng lệnh rất là rõ ràng dành cho họ. This tree you do not eat. Con không được phép ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Tất cả các cây còn lại các con được phép ăn hết. Bao gồm luôn cả cây sự sống được ăn luôn. Nếu anh chị em nghe những cái phần trước tôi từng chia sẻ ở những nơi khác đó, là cây sự sống được đề cập đến trong sách Khải Huyền nữa. Chúng ta cây sự sống được đề cập đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký nè. Và tiếp tục trong cả Kinh Thánh nè. Cuối cùng trong sách Khải Huyền cũng được đề cập đến luôn. Một khi người nào chiến thắng thì sẽ được ăn lấy trái của cây sự sống. Amen. Và khi người nào được ăn trái cây sự sống như vậy được vào cửa của Jerusalem mới, qua cổng thành Jerusalem mới đó. Nói khen Chúa. Nên Chúa ngày nhiều khi đề cập đến một số điều trong đời sống chúng ta. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi cũng thắc mắc là tại sao Adam Eva lúc đó không có chịu ăn trái cây sự sống trước cho rồi. Nhiều khi nói ồ còn lâu mà muốn ăn lúc nào cũng được, mình còn nhiều cây ăn, đâu phải nhất thiết là ăn cái cây này. Bởi vì họ nghĩ đó ở trong vườn Eden mãi mãi luôn mà. Nhưng mà họ không hình dung ra được rằng là một ngày kia Satan sẽ đến cám dỗ họ. Mà cái mưu kế của Satan ma quỷ thì rất là đơn giản. Ồ, Chúa có phán vậy không nha? Khiến cho Adam Eva nghi ngờ lời của Chúa. Liệu Chúa có phán vậy không? Nên quý vị phải biết rõ lời của Chúa. Để rồi Satan nó không có chất vấn chúng ta điều đó được. Tại vì một trong những cái mưu kế của nó là gì? Nó sẽ gọi cái sự nghi ngờ của quý vị. Là chắc Chúa phán vậy không? Nên quý vị cần phải nắm chắc được lời của Chúa, giữ vững hiểu rõ lời của Chúa trong cái thế. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay không có chịu đọc kinh thánh gì cả. Nghe bài giảng nghe tới này qua tới kia quên đi. Rồi sau đó cũng không nhớ những gì mà diễn giả hay mục sư nói luôn. Amen. Amen. You understand? So it's important for getting to the word. Thành ra đây là điều rất quan trọng. Quý vị cần phải có sự thông hiểu lời của Chúa trong Kinh Thánh. And the other person is called Adam. Rồi bây giờ một cái người khác tên là Adam. Adam, he was next to the wife. They had a conversation with Satan. Nhớ là Adam đứng kế bên cạnh Eva là vợ của mình đó, lúc mà con rắn đến để cám dỗ Eva. He was allowed to talk to Satan. Adam cho phép Eva nói chuyện với lại con rắn Satan. He heard the word of God. Adam là nghe rõ lời Đức Chúa Trời luôn. Very clear. Adam nghe hiểu biết lời của Chúa rõ ràng. Chúa phán là con không được phép ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Một khi con ăn trái cây đó là trong cái chết con sẽ chết chắc luôn á. Có nghĩa là trong tiếng Hebrew là đã hai lần chết chứ không phải là một cái chết. Cái chết đầu tiên là chết thuộc linh. Những người mà chưa tin Chúa là bây giờ là họ đang chết thuộc linh đó. Có nghĩa là gì? Họ chưa được tái sanh đó, họ chết thuộc linh. Một ngày kia họ chết thuộc thể. Chết thuộc thể là coi như là không còn có con đường nào, không còn giải pháp nào khác hết. So we must not like Adam. Nên chúng ta đừng có bắt chước Adam trong chuyện đó. Đây là dành cho mấy ông nè, mấy ông hãy lưu ý chuyện này nè. Amen. Amen. Don't allow your wife to anyhow talk to anyone, especially in things of theology. Đặc biệt đừng bao giờ cho phép vợ của mình là cứ nói chuyện với bất cứ ai mà cũng được liên quan đến vấn đề thần học. Bà về bà hằng học với mình là do lỗi của mấy ông. Amen. Bởi vì mình hiểu rõ lời của Chúa là mình phải biết nắm chắc Kinh Thánh chứ. Amen. Most of the men they go to church but they don't know the Bible. Nhiều khi là mấy ông đi nhóm lại cũng không có biết Kinh Thánh gì cả. Not the people here. Tất nhiên tôi không nói mấy ông ở tại đây đâu. There are two people in the world who knows the Bible. Có hai cái ông trong Kinh Thánh. Có hai dạng người trên thế gian này biết Kinh Thánh. One is the Vietnamese. Một là người Việt Nam. The other one is Indian. Mấy người khác là người Ấn Độ.
Amen. Amen. My friend Jeremiah went to India to preach. Tôi có người bạn của tôi bên cho tên là Jeremy qua Ấn Độ để giảng. He said the wrong thing. Lỡ mồm lỡ miệng nói sai. He said five fish and two loaves. Thế rồi nói thay vì nói là 5 bánh 2 cá thì ông này nói là 5 cá 2 bánh. They all say wrong. Mấy người Ấn Độ nó sai rồi. They know the Bible. Tại vì mấy người đó biết Kinh Thánh. So India and Vietnamese. Thành ra mấy người Việt Nam với là mấy người Ấn Độ nó biết Kinh Thánh. I don't know. Còn mấy người còn lại không biết có biết Kinh Thánh hay không. It's important just in case you never do that. Thành ra cái này là quan trọng nè. Nếu mình lỡ quý vị vẫn chưa biết Kinh Thánh. Because Satan is trying to tempt us to say that God never say those things. Bởi vì sao? Nhớ là Satan nó luôn luôn cám dỗ chúng ta để nó gây ra một cái ấn tượng suy nghĩ là Chúa không bao giờ phán chuyện đó đâu. You know how serious was the sin? Anh chị biết là tội lỗi nó trầm trọng nó như thế nào không? To leave the Garden of Eden. Đấy ra là lúc ban đầu Chúa cho họ ở trong vườn Eden nhưng mà họ phải rời khỏi vườn Eden. The Garden of Eden. Anh chị có biết hình dung vườn Eden làm sao the không? The word is the Garden of Delight. Cái vườn Eden là vườn vui thích của Đức Chúa Trời đó. Garden of Pleasure. Đường của sự sung sướng. And you know that everything so easy. Cái cuộc sống ở Eden nó tuyệt vời lắm. They want durian, they just pluck durian. Muốn ăn và sầu riêng lúc nào cũng có sầu riêng á. Mùa nào cũng có sầu riêng hết á. Không. Except the durian got no thorns. Mà sầu riêng thời đó nó không có gai. Amen. 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 What a fantastic thing. Nghĩa là tuyệt vời, sung sướng, ăn sung mặc sướng ở thời đó. Amen. So I will have a lot of durians. Hallelujah. Nghĩa là vừa cái đen là sung sướng vô cùng. Mà lúc đó không phải là sầu riêng nữa, chắc tên khác đó. Sầu riêng là sau khi sa ngã mới có tên sầu riêng. Not the food. Sau khi sa ngã mới có sầu chứ, trước khi sa ngã làm gì có sầu. Work in the Garden of Eden is simple. Và làm việc trong vườn ở đây cũng sướng lắm. You understand? Amen. Because when men sin against God, tại đó, lúc đó có người được gặp gỡ Chúa mỗi ngày nữa. So when you labor, nên làm việc là cũng có làm chứ không phải không? You will sweat. Nhưng mà sau khi sa ngã là gì? Phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. And so today we all sweat, right? Đó là lý do vì sao ngày hôm nay cứ đổ mồ hôi biết. Work or something. Làm việc là đổ mồ hôi, sôi nước mắt đó. Even study is also a big sweat. Nhiều khi nghỉ học, đi học, đại học cũng hay là đi học hành cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt nữa. But before God judge man, nhưng mà trước khi mà có người bị đoán phạt như vậy á, there's no sweat. Thì không có đổ mồ hôi gì cả. And the other thing about you know understand the temperature there. Rồi anh chị biết cái khí hậu hay thời tiết hay là cái nhiệt độ thời đó cũng sung sướng vô cùng, luôn luôn mát mẻ. And air conditioned temperature. Nếu như cái nhiệt độ là nhiệt độ máy lạnh nó nhiệt độ lúc nào cũng thoải mái. No sweat, you understand? Nó rất là mát mẻ, nó không có đổ mồ hôi. No sweat got two meaning, one is it's a nice temperature. Không đổ mồ hôi có nghĩa là gì? Nó là cái nhiệt độ rất là thoải mái, nhiệt độ rất là mát mẻ. We work, we no labor, rồi cũng có làm nhưng mà làm không có cực như con bò, như con trâu, không phải đi cày. Như bây giờ joy to serve God. Phục vụ Chúa là vui lắm, thích phục vụ Chúa thời đó là vậy. Do you know one role of man, anh chị biết một cái vai trò của đàn quý ông quý bà đó là phục vụ Chúa, tạo dựng nên mình để phục vụ mà. Understand, this has been lost. Nhưng mà cái điều này đã bị đánh mất. We're supposed to serve. Đấy là chúng ta phải là người phục vụ. Yeah, we serve the Lord. Chúng ta phục vụ là phục vụ Chúa. One of the work of Adam is to serve. Một trong những công tác mà Chúa giao cho Adam lúc ban đầu là phục vụ. There are two words that he's supposed to do. Có hai công việc chính mà Adam phải phục vụ lúc đó. One is to serve. Khi mà phục vụ đó, you get the idea of people cutting the grass. Giống như phục vụ trồng và giữ vườn, giống như một cái người mà đi cắt cỏ vậy đó, cắt cỏ tỉa cây vậy đó, giống như nghệ nhân vậy đó. You trim the plant. Nó như tỉa cho nó đẹp, cho nó vô cái người vô cái shape, vô cái hình hài của nó. But the other word is called keep. Mà cái từ thứ hai là giữ vườn. Keep means you look after. Giữ là chăm sóc, là chăm nom. You make sure the devil doesn't talk to your wife. Và đảm bảo là con rắn nó không có cơ hội để nói chuyện với vợ mình, lạng hoàng lên thành cháu rắn. You make sure the devil doesn't come to the garden to eat. Là mình phải đảm bảo rằng là con rắn nó không có cơ hội để len lỏi vào trong vườn Eden. Understand? Là mình phải hiểu điều đó không? That is the rule of Adam. Nó vai trò của Adam lúc đó là như vậy. Don't welcome him. Chứ đừng có chào đón, đừng có mời, đừng có cõng rắn cắn gà nha. Đừng có cho nó vô, nó muốn nói chuyện với vợ mình là nó nói, nó muốn nói chuyện với con mình là nói, không cho phép nó nói. Keep. Cấm cửa nó, giữ vườn, chăm sóc khu vườn. God.
canh canh giữ. Every one of us have a Garden of Eden. Mỗi chúng ta đều được Chúa giao cho cái vườn Eden của mình. This is the same as talking the promised land. Cũng một cái cách như vậy, tôi đang nói đến vườn sứ hứa mà Chúa ban cho mình đó. I'm giving you a different picture. Tôi đang cho anh chị một cái hình ảnh khác về sứ hứa đó. You have a Garden of Eden. Anh chị em có vườn Eden Chúa giao cho anh chị em. You have a promised land. Anh chị em có sứ hứa Chúa ban cho anh chị em. You are in charge. Anh chị em có cái trách nhiệm coi sóc trên cái đó. Make sure you trim. Đảm bảo rằng là mình phải giữ và mình phải trồng, chăm sóc rồi cắt tỉa rồi phải làm cho nó đẹp. And garden can be your family. Cái vườn Eden là gì? Là gia đình của anh chị em đó. Yeah, many people neglect the family. Nhiều người bỏ bê gia đình lắm. And the result, the family members all left the Lord. Và kết quả là gì? Cả gia đình của họ bỏ Chúa. Amen. So we need to guard the family. Nên mình phải canh giữ gia đình của mình. It could be also ministry. Cũng liên quan chức vụ nữa. God has given you the ministry. Chúa ban cho mình chức vụ để hầu việc Chúa. What are you doing about it? Mình làm gì liên quan đến chức vụ đây? Leave it to be neglected. Nhiều khi mình bỏ bê, mình không có chăm sóc gì cả. Leave it to the devil to do what he wants to do. Mình để cho mặc kệ ma quỷ nó muốn làm gì, nó muốn thao túng khuôn lác như thế nào làm. So that's your Garden of Eden. Nên nhớ đó chính là vườn Eden Chúa giao cho anh em. Watch. Nên mình cần phải canh giữ cái vườn đó. You need to pray. Phải cầu nguyện. You need to chase the Satan out of the Garden of Eden. Satan ra không cho nó bén mảng vào trong cái khu vườn Eden. But because of that, you're the first murder. Nhưng mà nhớ là bởi vì Adam không chịu làm chuyện đó nên mới xuất hiện cái kẻ sát nhân đầu tiên. Can you imagine the heart of the mother? Mình hình dung xem lúc đó tấm lòng của người mẹ như thế nào là Eva đó. Người mẹ, người cha là Adam và Eva, tấm lòng họ như thế nào? Because of the sin against God, bởi vì cơ họ và phạm tội chống lại Chúa lúc đầu. They lost a fellowship with God. Họ đánh mất mối thông công tương giao với Chúa. Number two, điều thứ hai, they lost all the blessing of Garden Eden. Họ đánh mất tất cả mọi phước hạnh mà Chúa ban cho họ trong vườn Eden. So it's for us to go back and take. Nên là mình cần phải hiểu được rằng là mình cần phải đi ra và chiếm lấy sứ hứa Chúa ban cho mình. Amen. 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 When you start keeping, và rồi mình phải giữ cái khu vườn Chúa ban cho mình. Start working on it. Mình phải làm việc liên quan đến những cái điều mà Chúa giao cho mình. Then you're able to enter to the land of pleasure. Thì rồi mình mới bước vào trong cái vùng đất vui thích. Hay cái vùng gọi là vui hưởng sứ hứa Chúa dành cho cuộc đời của mình. Amen. Amen. That is called the Garden of Eden. That's called the Promised Land. Nên chúng ta gọi đó là gì? Đó là vườn Eden. Chúng ta gọi đó là sứ hứa mà Chúa dành cho đời sống chúng ta. Amen. Amen. You know why I thought of Garden of Eden? Bây giờ tôi di chuyển hướng qua đó vườn Eden rồi đó. Amen. But the Lord is the Lord who leads. Chúa dẫn dắt tôi để nói điều này. Yeah. So God has a name for people. Nên Chúa có đặt tên cho những người khác nhau. You have this guy called John, John the Baptist. Anh chị biết có một người Chúa đặt tên là Giăng, bởi vì sao gọi là Giăng Baptist đó. It's grace by God. Đó là ân điển Chúa ban cho ông này. John means the grace given by God. Ân điển, xin lỗi, Giăng có nghĩa là gì? Giăng nghĩa là ân điển được Chúa ban cho. You find in the Old Testament there are many people given new names by the Lord. Chúng ta thấy trong thời Cựu Ước có nhiều người được Chúa ngài đổi tên mới. Bởi chính Chúa ngài làm điều đó. Ví dụ như tên Abraham, Sarai. Rồi có tên là từ Sarai trở thành Sarah. Before Abraham was he called Abram. Trước khi đọc tên là ông là Abraham thì Chúa thì ông này có tên là Abram. That's a different name. Có sự khác biệt liên quan đến đổi tên được đổi như vậy. Abraham is exalted father. Abraham có nghĩa là cha cao quý. Abraham is the father of nation. Còn Abraham có nghĩa là cha của các dân tộc. It fits him, his destiny. Đang nói cái gì? Đang nói thiên mệnh mà Chúa dành cho cuộc đời của ông này. Because in Genesis chapter 12, the Lord told Abraham. Bởi vì trong Sáng Thế Ký đoạn số 22 á, xin lỗi, Sáng Thế Ký thì Chúa có nói với ông trước đó. He said your seed to be blessing to the nation. Nói về dòng dõi của con sẽ được phước và dòng dõi của con sẽ giống như là được phước và mọi dân tộc sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước. So when the Lord, when the Father named him Abraham, nên Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đó đặt tên ông này là Abraham. The Father only expected him to be an exalted father. Xin lỗi, khi cha của ông là Thare đặt tên ông là Abraham thì chỉ mong muốn ông là cha cao quý thôi. But there was no grandson. Nhưng mà tiếc cái là ông cha ông Thare này lại không có cháu nội rồi lúc đó. Amen. Amen. Until years later. Cho đến nhiều năm sau. Amen. Then the name come to pass. Abraham, the father of
nation. Rồi Chúa mới đổi tên ông Abraham thành là Abraham, là cha của các dân tộc. Each of us are born again, we are seed of Abraham. Nên tất cả chúng ta, những người được tái sanh, chúng ta là dòng dõi của ông Abraham này nè, về phương diện đức tin. Because he's the father of faith. Bởi vì ông là cha của đức tin. Amen. Amen. So we all just like so many seeds. Nên ông này là có nhiều dòng dõi, hay là nhiều con cháu là như vậy, đông như sao trên trời, nhiều như các dưới biển là vậy đó. Every born again believer is a seed of Abraham. Thì tất cả mọi tín hữu đã được tái sanh đều được gọi là con cái của Abraham. Amen. Praise God. Người khen Chúa điều đó. But the prophecy come to pass. Vậy thì cái lời tiên tri nó được ứng nghiệm. But Abraham going to be started with Abraham. Nhưng mà tên của ông này lúc đầu là Abraham trước rồi đã. Amen. As for Sarah. Rồi đối với trường hợp của Sarah. Yeah, actually it means my princess. Sarah có nghĩa là gì? Công chúa của tôi, của ta, của but tôi. But when you say Sarah. Mình đọc khi mình đọc tên là Sarah. Means the princess. Nghĩa là deep. T-H-E. Nghĩa là công chúa. Nghĩa là nàng công chúa độc nhất vô nhị. Đại khái là vậy đó. Công chúa. Công chúa là nàng công chúa duy nhất của đời anh đó. Đại khái là như vậy đó. Ngoài em ra anh không có ai khác nữa đó. Em là công chúa duy nhất của cuộc đời anh. Very precious, right? Có nghĩa là gì? Quý lắm. Đúng you, không nào? You might be a princess. Có nghĩa là nhiều khi cuộc đời chúng ta được Chúa gọi chúng ta như là công chúa của Chúa. There are thousands of princesses. Nhiều khi có nghe công chúa đó nhưng mà but you are the princess. Nhưng mà con là công chúa duy nhất của ta, là tuyệt vời lắm, đúng không? Your name is Sarah. Tên là Sarah đó, Sarah. Amen. Amen. So God has a purpose in name. Thế nên Chúa có cái mục đích của Ngài khi Ngài đặt tên. So after the teaching today you all run and change your name. Thế là ngày hôm nay nghe xong cái này xong là muốn đổi tên hết rồi, đúng không nè? Thay tên đổi họ, đổi giấy khai sinh hết à. My name is given name by God. Thì bây giờ quay trở lại, tên của tôi cũng được Chúa đặt tên, I'm Chúa đổi tên thôi. Christian. Cái hồi mà tôi mới tin Chúa đó, I learned to pray. Tôi học cầu nguyện. Spend some time with the Lord. Tôi dành thời gian với Chúa, tôi học dành thời gian với Chúa. And I don't think I ever really hear the voice of God before. Thì tôi không có nghĩ rằng là trước đó là tôi nghe được tiếng Chúa đâu. In such a clear manner. Gọi là nghe tiếng Chúa rõ ràng á, tôi không có nghĩ được điều đó. And the Lord spoke. Nhưng mà sau đó Chúa phán với tôi. Chúa nói ta sẽ ban cho con một tên mới. Timothy shall be your name. Con sẽ được gọi là Timothy. I said, is that you, God? Tôi hỏi Chúa có phải ngài không? Phải căn ấy là ngày thưa Chúa, đó là cái cuốn sách đó. You give me a scripture to say you are God. Chúa gì cho con câu kinh thánh để xác nhận cái này là đến từ Chúa đi. The Lord give me Exodus chapter 3 verse 6. Thì Chúa cho tôi ở trong xuất Ai Cập ký đoạn số 3 câu số 6. God of Abraham, Isaac and Jacob. Chúa nói ta Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. How clear can it be? Tôi thấy cái này Chúa rõ ràng quá, ngài là Đức Chúa Trời của những cái tên, những cái danh này. I don't know the Bible at the time. Lúc đó tôi vẫn chưa biết kinh thánh mà. I don't know where is Exodus. Tôi không biết xuất Ai Cập ký nằm ở đâu, nó chắc ở Ai Cập hết ở đâu đó, không biết. Where's Exodus? I don't know where. Tôi đâu có biết là xuất Ai Cập, tôi ký xuất hành, xuất gì đó đâu. And I find it's a meaning. I find okay, that is a good meaning. Nhưng mà sau đó tôi nhận ra là tên Timothy cũng có tên, cũng có ý tốt, cũng có ý nghĩa hay đó. So there are two meanings. Có hai cái ý nghĩa từ tên này. Which say the same thing. Thì nó cũng có ý nghĩa nhanh né vô, giống nhau. Because I was very shy in the beginning. Lúc đầu tôi cũng hơi nhát, tôi cũng không dám công khai. Maybe false humility. Cái đó là khiêm nhường giả tạo chứ không phải là khiêm nhường thiệt đâu. Amen. The word Timothy means honoring God. Tại vì cái tên Timothy có nghĩa là tôn kính Chúa. But that's another meaning. Nhưng mà ngoài cái tên nó ra thì ngoài cái ý nghĩa nó ra còn cái ý nghĩa khác. Honor by God. Nghĩa là được Chúa tôn quý. Wow, God honor you. Chúa tôn quý mình hả? Is it possible? Điều này có thể xảy ra được hay không ta? That's a scripture. Cái này cũng phù hợp với kinh thánh đó. John chapter 12. Trong Giăng đoạn 12. Verse 26. Câu 26. Those who want to serve me. Ai muốn hầu vì ta. They must follow me. Thì người đó phải theo ta. Where I am. Và ta ở đâu. You'll be there. Thì người hầu vì ta ở đó. Amen. My father will Timothy's you. Và ai hầu vì ta thì cha ta sẽ Timothy người đó. Timothy người đó. Amen. 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 So Amen. Praise the Lord. Nên người khen Chúa điều đó. So now I want to say God honor me. Nên tôi có thể nói là Chúa tôn quý tôi là như vậy. Amen. Why not? Tại sao không nào? You should honor by God. Chúa tôn quý mình là chuyện của Chúa. Ai đâu được can thiệp vô làm chi? When the Bible say God honor you, God honor you. Một khi kinh thánh nói rằng Chúa tôn quý mình thì Chúa tôn quý mình thì đó là cái chuyện của Chúa. But there's a condition very clear. Mình rõ ràng có điều kiện. You must serve God. Mình phải hầu vì Chúa. Then you must follow him. Mình phải theo Chúa. And where he is, you are there. Mà Chúa ở đâu mình phải ở đó. You're talking about position of authority. Mình đang nói đến cái vị trí của thẩm quyền đó. Amen. Amen. And Father will
honor you. Và người nào hầu về Chúa thì cha, Đức Chúa Cha sẽ tôn quý người đó. Amen. Amen. So God sometimes give us new names. Nó nhiều khi Chúa ban mình tên mới là vậy. Amen. But Amen. It's so important. Nên là điều rất quan trọng. If God give you a new name. Và khi Chúa ban cho, Chúa gọi mình bằng tên mới như vậy. Don't take it as another name. Ồ thì mình đừng có ngồi đó nói thì cũng thêm tên nữa thôi. Ví dụ như tên mít, ốc cốc, sòi ổi gì đó cũng vậy thôi. Đừng có nghĩ như vậy. In my ministry, God asks you to give new names to people. Thành ra trong chức vụ của tôi thì nhiều khi Chúa dùng tôi để đặt tên mới cho người khác. Even very senior in the ministry. Ngay cả những cái người mà họ rất là hầu về Chúa lâu năm á. They don't want to take the name. Nhiều khi họ nghe cái tên mới là họ cũng không muốn lấy cái tên đó. Or they think maybe I use it sometime. Hoặc là họ nghĩ rằng thì lúc nào thỉnh thoảng thì dùng cái tên đó thôi chứ cũng không muốn công khai cho nhiều người biết. Actually, I love my name that my father gave to me. Thật ra nó thật với anh chị em là tôi rất là thích, tôi yêu thích cái tên mà cha tôi đặt cho tôi. Cha thuộc thể đó. I never had any Western name, you understand? Tôi không muốn chạy theo mấy tên phương Tây làm gì đó. Cá nhân tôi không thích mấy cái tên nước ngoài. So when God changed my name, nhưng mà khi mà Chúa thay đổi tên của tôi, I will make sure I follow exactly. Thì tôi phải đảm bảo là tôi phải tuân giữ theo chính xác cái tên mà Chúa ban cho tôi. That is faith. Đó đức tin là như vậy đó anh chị, mình phải gọi mình theo cách Chúa gọi mình đó. Amen. Amen. You trust God. Mình tin cậy đó Chúa mà. The first time I make the announcement to my cell group. Lần đầu tôi công khai cái tên đó là tôi tuyên bố cho cái nhóm tế bào, tức nhóm nhỏ mà tôi nhóm á. My cell group is a large cell group. Nghĩa là cái nhóm tế bào đó là cái nhóm xì. My cell group very large. Lớn lắm, cái nhóm nó cũng lớn chứ không phải mang tiếng là nhóm tế bào, nhưng mà tế bào lớn chứ không phải tế bào nhỏ. 2023 có nghĩa là 20 cho đến 23 người lận. So tế bào to. To make announcement. Rồi thế là tôi bắt đầu tuyên bố với cái tế bào đó. I say, wow, this is very hard, man. Tôi thấy khó rồi, tuyên bố cho 20 mấy người biết tên của tôi. An old man of 42 or 43. Tôi thấy có mấy ông cũng so với tuổi tôi hồi đó. Xin lỗi, lúc đó tôi cũng 42, 43 tuổi rồi. So I plan. Nên tôi có kế hoạch trong ngày hôm đó. What to say? Mình sẽ lên kế hoạch trước, mình sẽ nói cái gì. And say quickly. Mình nói lẹ lẹ thôi. So I want to announce. Rồi khi tôi tuyên bố xong, I have been given a new name. Tôi nói với mọi người, tôi đã được ban cho một tên mới. I never mentioned God. Tôi không dám nói Chúa cho nữa, tôi được cho một tên mới thôi. They think I'm fanatic. Họ nghĩ ông này hơi buồn cười rồi đó nha. Amen. We need to be fanatic for God. Nhiều khi mình mới sẵn sàng buồn cười cho Chúa. At that time, I'm learning to be fanatic. I'm learning. Tôi học, nên nhiều khi mình cũng hơi kiểu người ta nhìn mình giống như làm hề vậy đó, giống như là vậy đó. Nhưng mà chấp nhận luôn. And then my cell leader asked me. Rồi sau đó cái trưởng nhóm tế bào của tôi bắt đầu hỏi tôi. Who gave you the name? Ai cho anh cái tên đó? Is it pastor so and so? Có phải ông mục sư này, ông mục sư kia đặt tên cho anh hay không? Is it so and so give you the name? Okay, cái ông này, ông kia, bà này, bà kia đặt tên cho anh hay không? He keep naming. Cứ nghĩ là ông này cứ liệt kê hết tên này tên kia của ông này ông kia, xem có đặt tên cho tôi hay không? I have to say very softly. Sau đó là tôi nói nhỏ nhẹ thôi. Chúa đó, Chúa đặt tên cho tôi. I wish there's a hole I can go underneath the hole. Tôi nói xong tôi muốn độn thổ luôn. Tôi muốn có cái hố phía trước rồi tôi đâm đầu độn thổ dưới đất, lắp đất lại. Yeah, but I thank God that day I pray to God. I see there's so many of them. Nhưng mà tôi nói với Chúa ơi, hôm nay là con nói cái này ra trước mặt con nhiều người lắm. Make it less people. Chúa làm sao cho buổi nhóm này hôm đó ít người đi nhóm thôi. I think we have turned up today. Tôi nghĩ là ngày hôm đó là từ 23 người chắc có lẽ đi nhóm được có phần nửa. I think to make the announcement. Thì có dù nhóm phần nửa thì mình vẫn phải tuyên bố cái lời đó. Amen. If you one person you be embarrassed, right? Nhiều khi có một người thôi, nhiều khi mình cũng thấy mắc cỡ đúng không nào? Especially who gave you the name? Đặc biệt ta hỏi ai cho anh cái tên đó đi. Yeah, in the traditional church, God doesn't speak. Bởi vì trong hội thánh truyền thống người ta đâu có tin là Chúa phán cái này, Chúa phán cái kia đâu. God speaks through the Bible only. Họ tin là Chúa chỉ phán qua kinh thánh thôi chứ còn không có còn phán qua cái nguồn khác. So I was in a traditional church. Lúc đó tôi còn nhóm nhà thờ truyền thống mà. But I was praying in tongues. Tôi cũng có cầu nguyện tiếng lạ. So we had to fit in. Khó lắm nhờ, khó nó không có vô khớp, không có vô được. But after that no question. Oh God, okay, never say anything. Nhưng mà sau đó họ nói rằng là Chúa hả? Không nói gì thêm hết. So we thank God for that. Tôi tạ ơn Chúa vì điều đó. But this is also to break away your shyness. Nhưng mà lúc đó Chúa dùng cái điều đó để gọi là phá băng những cái sự xấu hổ, sự hổ thẹn trong đời sống của mình. And many of us here, we are afraid of man. Nhiều người chúng ta cũng còn sợ mất mặt quá, sợ con người quá. What did the Bible say? Kinh thánh nói gì? The fear of man is a snare. Kinh thánh nói gì? Nỗi sợ loài người là một cái cạm bẫy. You understand? Amen. It's in the Bible. Fear of God is a fear of man is a snare. Kinh thánh rất là rõ ràng đó. Cái sự sợ loài người á, mình cứ sợ mất lòng người này, mất lòng người kia là một cái cạm bẫy trói buộc đời sống mình. You know why you fear man?
Anh chị em biết là lý do vì sao mình sợ người không? Because you don't really fear God. À, bởi vì mình không thật sự sợ Chúa nên mình mới sợ con người. God, you cannot see. À, mình không thấy Chúa rồi. But God is watching. Nhưng mà Chúa đang dõi theo mình đó. That's how you can take the promised land. Nên mình phải kính sợ Chúa thì mình mới chiếm được sự hứa. Even if the name change, you're afraid to tell people. Thay tên, đổi tên mình thôi mà mình sợ, mình không dám công khai chuyện đó. How can you go and take the promised land? Đừng có nói gì, nói chuyện đi tiến lên chiếm sự hứa. You're chuyện kidding yourself. Mình nói cái chuyện của mình tự lừa dối mình thôi. Amen. Amen. It's a simple thing. Chuyện nhỏ gì mình cũng không sống nữa. So for me. Nên đối với tôi. Ah. Rồi nói, I rose up. Tôi phải dậy lên. There's only one time I dare to do. Có một cái chuyện khác, một lời khác tôi không dám làm. You heard before. And it was Ronnie Howard Brown came to Singapore. Tôi nghĩ là người thông dịch thì biết rồi. Một lần đi ông Ronnie, ông Ronnie có qua Việt Nam rồi đó. Ông đến Việt Nam. Xin lỗi, ông đến bên Singapore chứ. Xin lỗi. Lúc đó ông Ronnie đến Singapore. My wife was crazily drunk. Lúc đó vợ tôi là xỉn trong thánh linh, là xỉn trầm trọng luôn đó, xỉn đúng là xỉn. For one month, she was working the town, she can answer the phone call and start laughing away. Có nghĩa là trong một tháng như vậy, vợ tôi lúc đó vẫn còn đi làm, nhưng mà cái mỗi lần mà trả lời điện thoại á, nhấc điện thoại lên trả lời điện thoại trong công ty á, là cứ cười trong thánh linh biết à. She even fell down from the stairs. Rồi cái đi cầu thang á là lộn từ trên cầu thang lộn xuống. Không có đi mà lộn cầu thang, lộn xuống dưới. And the taxi driver thought she was drunk. Rồi đi taxi thì ông taxi nghĩ chắc bà này bà xỉn nặng rồi nè, bà xỉn lắm đấy nè. No, I said it's my wife, she's not drunk. Nhưng mà tôi đi cùng với bà vợ tôi nói rằng không, cái vợ tôi không có xỉn. So we cannot explain to him. Lúc đó cũng không giải thích được cho ông lái taxi nữa. Amen. Amen. And then the same guy, I didn't attend the day meeting. Rồi cũng cùng một cái ông đó đó thì có cái buổi nhóm ban ngày thì tôi không có dự. So I tried to attend the night meeting. Nhưng mà tôi thì cố gắng thu xếp thời gian dự buổi tối. Nghĩa là ban ngày giờ tôi có dự, nhưng mà ban ngày tôi không dự. Buổi tối thì tôi đi dự. Totally full. Nhưng mà lúc mà tôi đến buổi tối thì anh chị biết buổi tối đông lắm. Buổi tối rồi. Cả một cái sân vận động như vậy không còn chỗ ngồi nữa. No chance to get in. Không có cơ hội để đi vào trong sân vận động đó. So the next best thing we do is going to the... McDonald's or something like that. Thì bây giờ chỉ có cái cách là thôi giờ đi theo một nhóm đó, đi vô cái cửa hàng giống như là McDonald's đó để ngồi ăn rồi uống cà phê trong đó thôi. Rồi sự sức dầu nó lan tỏa đến cái chỗ tiệm McDonald's gần đó luôn. It's quite far away. Có nghĩa là nó cũng xa với lại cái sân vận động chứ không phải là nó quá gần đâu. Maybe it's a quarter kilometer, maybe. Có thể là gần 1/4 km, có nghĩa là 250 m đó, khoảng đó đó. And the anointing came. Và sự sức dầu lan tỏa tới đó. My wife was electrocuted. Vợ tôi là như là bị điện giật vậy đó, giật giật như thế này. Another pastor friend also electrocuted. Rồi cái bà vợ của một sư đi cùng trong nhóm cũng giật vậy thế luôn. But I was not. Lúc đó tôi rất là bình tĩnh, đâu có gì gì sao. Tôi thấy hơi xấu hổ bà vợ mình rồi đó. Tôi nói Chúa ơi, cái chuyện gì, cái vụ gì đây? Chú phép với tôi. I want to stand on the table. Còn ta muốn con đứng lên trên bàn. And preach the gospel. Và rao giảng phúc âm. Many people will say. Nhiều người sẽ được cứu. I said no way, God. Tôi nói Chúa ơi, không có cửa đâu Chúa. Amen. Không đây nào. And later on, I repented. Sau đó tôi phải ăn năn với Chúa. I said you want me to preach like that, I will preach one day. Tôi nói với Chúa, tôi thưa với Chúa là nếu mà Chúa muốn con giảng kiểu đó thì tương lai bất cứ lúc nào Chúa muốn con thì con sẽ làm, con sẽ giảng. You understand? Anh chị phải hiểu điều này. You are radical for the Lord. Mình phải giống như là quá khích cho Chúa. Caleb and Joshua. Giống như Joshua Caleb vậy đó mới chiếm được sự hứa. Anh chị để ý không, lúc đó đó mình là hai mà phải chống lại 10 thánh tử. They said we cannot take. 10 thánh tử kia nói là mình không chiếm được cái sứ hứa đó đâu. Trong sứ đó nhiều khổng lồ dình dàng lắm. And what did Caleb and Joshua say? Nhưng mà lúc đó Joshua Caleb nói gì? We can take. Mình chiếm được chứ sao không được. We have bread for eating. Nó là đồ ăn, nó là bánh bánh mì cho mình ăn nè. They say we are most, we are, nó là cào cào cho cháu nuôi mình. Thôi nó cào cào cho cháu thôi, nó có gì đâu. Nhưng mà thật ra là nó là cũng to con, nó khổng lồ dân dàng. Nhưng mà trong mắt của Joshua Caleb nó chỉ là cào cào cho cháu thôi. Nên thành ra chúng ta thấy là trong cái giới cơ đốc á, mình nhiều cơ đốc nhơ nghèo mới đụng cái gì đó. Ôi, làm này không được đâu, làm kia không được đâu, không được, không được biết à. But God say we can do it. Một khi Chúa nói được là mình làm được. God never say. Nếu mà Chúa không nói, don't do it. Thì đừng có làm nữa nha. You're being presumptuous. Thì mình nói chỉ là gì? Mình có nghĩa là
ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Nên nhiều khi mình cũng chưa có rõ lắm là có thể đến từ Chúa không, thì mình xin Chúa xác chứng cho mình rằng là cái điều nào thật sự đến từ Chúa. Chúa không có ngại cái chuyện mà xác chứng cho anh chị em, thành ra cái chuyện gì mà anh chị em chưa chắc thì anh chị em hỏi Chúa được. Confirm your word, Lord. Lại Chúa sẽ xác nhận lại lời của Ngài. Đó, đường lối của Chúa là như vậy. Là Chúa là luôn luôn là gì? Theo cái cách là gì? 2-3 nhân chứng xác nhận về một vấn đề mà, đúng không? Một khi mình biết rõ là đó đến từ Chúa, một khi mình có sự xác nhận đến từ Chúa rồi, thì mình phải làm thôi. Amen. Nó có thể khó lúc đầu. Khi tôi bước ra bầu giấy lên, cách đây khoảng 2-30 năm trước đây, lúc đầu tôi nghĩ là mình cũng là doanh nhân cơ đốc là được rồi. Có hai dạng doanh nhân cơ đốc đó. Một dạng đó là cơ đốc nhân mà là doanh nhân. Amen. Yeah. Có nghĩa là cơ đốc nhân doanh nhân, có nghĩa là cơ đốc nhân là doanh nhân mà tin Chúa đó. You can be a Christian and a doctor. Có nghĩa là anh chị có thể là vừa là cơ đốc nhân vừa là bác sĩ. But the Christian business I'm thinking about. Nhưng mà cái câu hỏi tôi thường hay đặt ra, tôi suy nghĩ. God is my CEO. Trong cái công việc kinh doanh của mình, Chúa phải là tổng giám đốc điều hành, Ngài phải là CEO. I will do what He wants to do. Có nghĩa là gì? Mình phải làm điều mà Chúa muốn mình làm. 10 years later, I have to hand the company to another person. I will do it. Rồi thì cho dù 10 năm sau thì bà Chúa bảo rằng là tôi cần phải giao lại công việc kinh doanh của tôi đó, công ty của tôi cho người khác, thì tôi sẽ làm theo. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa chỉ là CEO của cái công ty đó. Anh chị hiểu điều này không ạ? Có nghĩa là có hai dạng doanh nhân cơ đốc. Một dạng đó là cơ đốc nhân, vừa là doanh nhân vừa là cơ đốc nhân. Dạng khác đó là mình ý thức rằng Chúa là CEO hay là Chúa là tổng giám đốc điều hành trong cái công việc kinh doanh của mình. Mình chỉ là lính của Chúa thôi đó. Chúa bảo mình làm cái gì, mình làm cái đó. Thì quý vị muốn là dạng gọi là cơ đốc nhân nào đó. So we have a Christian who is a businessman. Vậy thì một là mình có cơ đốc nhân và doanh nhân. Ý có nghĩa là vừa là cơ đốc nhân vừa là doanh nhân. Maybe he gives tithes and offering. Cái dạng đó đó chỉ có thể là dân phần 10 hoặc là dân hiến. Praise the Lord. Ngài khen Chúa. Đó maybe là he doesn't give tithes and offering. Nhiều khi cũng không chịu dâng phần 10 luôn. That's đừng nói. Story, right? Đó là chuyện khác, mình không có bàn nó chỗ đây. But worst here, he is corrupted. Nhưng mà cái tệ hại hơn là nhiều doanh nhân cơ đốc mà cũng là cũng hư lắm chứ, không phải tốt gì đâu, cũng ăn hối lộ, xin lỗi, cũng đút lót các thứ cũng hư hỏng lắm. He will follow what the world people doing. Có nghĩa là sống được đời này, thế gian sống sao mình sống vậy. You want to give woman? Rồi đi hối lộ người ta bằng cách là gì? Cung cấp phụ nữ. Follow. Rồi thế gian này làm kiểu đó thì mình cũng bắt chước kiểu đó. Bởi vì họ nghĩ rằng là bây giờ nếu mình không làm cái kiểu đó thì mình không có được những cái thương vụ trong công việc kinh doanh của mình. Or they cheat. Rồi lừa đảo nữa. Or they bribe. Rồi hối lộ nữa. Amen. So I was struggling with all this area. Nên tôi từng bị tranh trí trong những cái lĩnh vực đó. Now I after overcome the struggling. Nhưng mà sau một thời gian tôi thắng hơn những sự tranh chiến đó. I'm prepared to be a Christian man for the Christian business for the Lord. Tôi sẵn sàng rồi, Chúa ơi, bây giờ công việc kinh doanh này là công việc kinh doanh của Chúa. Có nghĩa là mình qua cái dạng thứ hai rồi. Có nghĩa là con đầu phục Chúa trong lĩnh vực kinh doanh. The business when he asked me to give over something, I will give it gladly. Khi mà Chúa muốn con giao lại công việc kinh doanh này cho bất cứ ai, con sẽ vui lòng, vui mừng hớn hở để con làm điều đó. Amen. That really become a Christian businessman for the Lord. Đó thật sự là gì? Đó là kinh doanh cho Chúa đó, nghĩa là doanh nhân cho Chúa. Nó khác với là doanh nhân cơ đốc. Same as a pastor. Thì cũng giống như vậy, liên quan đến mục sư cũng vậy thôi. Many pastors they are not, they just do what they want to do. Nhiều mục sư ngày hôm nay thì họ làm cái gì họ muốn làm thôi. Amen. So they don't follow the Lord. Có nghĩa là họ cũng là mục sư nhưng mà họ không có hết lòng theo Chúa. So they're not going to take the promised land. Thì họ cũng không chiếm được sự hứa mà Chúa ban cho họ. So we need to follow the Lord. Nên mình phải đi theo Chúa. It doesn't matter how big or small your ministry. Cho dù chức vụ mình nó lớn cỡ nào hay là nhỏ cỡ nào, nó không phải là quan trọng nhất. I suppose when you're faithful, God will make it more for you. Thật ra đó, khi mà anh chị em trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ dấy anh chị em lên để cho anh chị em lớn hơn, chức vụ lớn hơn. First you follow the Lord. Nhưng mà đầu tiên mình phải quen phải đi theo Chúa trước rồi đã. Give him all. Ngài mình dâng hết cho Chúa. Then the Lord know what to do with you. Và Chúa biết cách làm thế nào để Ngài hướng dẫn mình hay là Ngài cung ứng những điều có cần cho mình. Whether it's business, whether it's ministry. Cho dù đó là trong vấn đề kinh doanh hay là trong vấn đề chức vụ hầu vì Chúa chăng nữa. That is taking the promised land for God. Đó chúng ta gọi đó là gì? Đó là chiếm lấy sứ hướng cho Chúa là như vậy đó. Some are called to be businessmen for the Lord. Có một số người được Chúa kêu gọi vào trong lĩnh vực gọi là thương trường để gọi là
hầu về Chúa trong thương trường. Amen. You Amen. Be a to the Lord. Thì lúc đó mình là người hầu về Chúa trong thương trường. In the Bible there are many people who give a lot to the Lord. Trong Kinh Thánh có rất là nhiều người mà Chúa dùng họ để là dâng hiến rất là nhiều vào trong công việc nhà Chúa. You remember this guy Coca-Cola inventor? Anh chị em có biết cái ông mà ông phát minh ra, hay là ông là cái người mà sáng lập ra cái hãng Coca-Cola không? He gives 70% of his profit to the Lord. Những cái lợi nhuận ông thu được đó là ông dâng 70% lợi nhuận cho Chúa. Amen. 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 Just give an example. Đó là ví dụ minh họa cho anh chị em thôi. Mình phải là giống như là mình phải đưa mình vô cái trường hợp là cực đoan như vậy, kiên quyết như vậy thì mình mới chiếm được sứ hứa. Còn nếu mình xìu ở nở là không thể nào chiếm được sứ hứa đâu. Amen. The key is give it to the Lord. Cái chìa khóa mấu chốt là gì? Mình phải dâng cả cuộc đời mình cho Chúa. Because the promise is the Lord in the first place. Bởi vì cái sứ hứa của mình đầu tiên là ở trong Chúa, thì Chúa chính là sứ hứa của mình trong cuộc đời mình đó. Amen. Amen. So surrender to the Lord. Nếu mình đầu phục đời sống mình cho Chúa. Then you see there's a change in your life. Rồi sau đó mình mới thấy trong đời sống mình có những sự thay đổi, biến đổi. I'm prepared to follow the Lord. Mình sẵn sàng mình biết đi theo Chúa. You understand? I got no salary. Sẵn sàng chấp nhận không có lương hứa gì cả. I depend on what people give me money. I depend on what people give me. Nghĩa là người ta Chúa muốn dùng ai để dâng hiến cho tôi bao nhiêu là chuyện của Chúa, chuyện của người đó. Chứ còn mình không có nhận lương hương cố định để mình phục vụ Chúa. Amen. Bởi vì Chúa biết cách là thế nào để cung ứng cho anh chị em mà. My son can go to the USA. Có những người nghĩ là mình phải đi qua Mỹ. 200,000 US. 200,000. Con trai của tôi được đi du học bên Mỹ đó, mà cái tiền học phí thôi là tốn hết $200,000. Okay, I can afford to send to the United States. Làm sao là tôi có đủ tiền để cho con mình đi du học bên Mỹ mà với cái học phí là $200,000 trong 4 năm học được? How he can go to Harvard? Làm sao mà con tôi đi học Harvard được nếu mà xét theo cái lẽ tự nhiên? He's not the brightest boy. Con tôi cũng chẳng phải thần đồng gì cả đâu. My grandson is quite bright. Con cháu nội của tôi, xin lỗi, cháu ngoại của tôi thật ra còn thông minh hơn là con trai của tôi nữa. My son may be above average. Còn con trai của tôi thiệt ra là trung bình khá thôi. He went to Harvard. Nhưng mà học được Harvard luôn đó nha. And the Lord paid 200,000. Và Chúa cung ứng cái tiền mà học phí là $200,000. Amen. Amen. I even ticket to come to Taiwan, to come to this place. Giờ Chúa cũng cho tôi là đi qua Việt Nam là vé máy bay miễn phí nữa mà. Give you an example. Tôi chỉ cho anh chị một cái ví dụ minh họa thôi. On my 25th anniversary. Vào cái kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn của vợ chồng chúng tôi. I was busy in Indonesia. Lúc đó tôi bận hầu việc Chúa bên Indonesia, không ở nhà cùng hưởng gì đó từng lễ hấp hôn gì vậy đó. My wife was there. My wife was in Singapore. Lúc đó vợ tôi là ở ở Singapore. Can you imagine your 25th anniversary, your husband is away? Hình dung xem bây giờ mình có chồng mà cái ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới mà chồng mình thì không ở nhà mà cứ đi hầu gì Chúa ở đâu đâu á. She was very sad. Giờ tôi giờ buồn lắm. And the Lord spoke to her. Thế là Chúa phán với vợ tôi. Asking a question. Chúa hỏi vợ tôi một câu. Who's your husband? Chồng con là ai? You understand? Anh chị hiểu không? Not Timothy Ng. Không phải là Timothy Ng đâu. It's Jesus Christ. Chúa Giêsu Christ mới là chồng của con đó. She understood. Thế là giờ tôi sáng dạ lắm, giờ tôi hiểu ngay. She repented. Thế là giờ tôi ăn năn với Chúa. Sorry, oh God. Ôi Chúa ơi, con xin lỗi Ngài. My 25th is also important. Thôi thì cái kỷ niệm 25 năm ngày cưới của con cũng không phải là quan trọng nhất. And the same night or the next night. Rồi thì cũng là trong cái đêm đó hoặc là cái đêm hôm sau gì đó. She attended a Singapore Airlines function. Thì vợ tôi dự một cái buổi lễ giống như một cái lễ trao giải hay là một cái lễ gì đó của một cái hãng hàng không. They were launching to go to Chicago. Thì lúc đó đại khái là vợ tôi hiểu rút thăm trúng thưởng rồi được một cái giải thưởng là được một cái vé miễn phí đi qua Chicago. And she got the first prize. Rồi vợ tôi được giải đó. Business class Singapore Chicago return. Có nghĩa là gì? Được vé khứ hồi đi hạng thương gia và đi qua Chicago và đi về miễn phí hoàn toàn của hãng hàng không nổi tiếng Singapore Airlines. Business class. Vé thương gia đó chứ không phải là one person 20,000 Singapore dollars. Một người thôi là trị giá là 20,000 đô cho cái vé khứ hồi đó đó. I was worried when I said go to Chicago. Lúc đó tôi cũng lo cái vụ mình đi qua Chicago bên Mỹ lắm nè. At least 300 euros a night. Một đêm ngủ khách sạn ở đó tôi là 300 đô. Here I stay in Ho Chi Minh City, very cheap. Tôi ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh rẻ vô cùng, ở nhà nghỉ khách sạn rẻ lắm. Wow, 300,000 per night.
mà bây giờ vé là miễn phí, nhưng mà qua đó chẳng lẽ ở ngoài đường đúng không? Phải ở khách sạn mà $300 một đêm mà. And I say hallelujah. Lúc đó tôi nghe tin nó xong tôi đâu không hallelujah nổi rồi. Christian seminar. Thế là tôi bắt đầu kiểm tra xem là ở trên Chicago có mấy cái trường thần học gì, cơ đốc gì hay là học viện gì vô đó, vô bồ lính gì không đó. We're supposed to fly from Chicago to another place, Kansas City maybe. I don't Thế là sau đó tôi nghĩ là bây giờ đó Chicago thì không có, nhưng mà qua Kansas City á thì cái chỗ đó nó có cái giống như là hội nghị gì rồi các thứ, thì mình phải bắt cái vé từ Chicago qua cái Kansas City. More money. Tốn thêm tiền nữa. Amen. Amen. So you know what happened? Bây giờ chị biết điều gì xảy ra không? And I praise God. Tôi cầu nguyện với Chúa. September 11. Lúc đó là sự kiện 11 tháng 9. We're supposed to go to there on 17th of September. Thì dự định đó là cái kế hoạch đó là ngày 17 tháng 9 là sẽ đi, sẽ bay. 17th on the 11th of September, the bomb came. Nhưng mà 11 tháng 9 là hai tòa tháp đôi của Mỹ sập. No need to fly. Nên không bay được. Hallelujah. Hallelujah. My wife doesn't know this. Bà tôi không có kể đi bí mật cái giờ là tôi không có biết vụ này đâu, nhưng mà tôi hallelujah. I may be a man of faith. Anh chị em nghe ông này người của đức tin mà thấy hallelujah gì không được đi. Many time also afraid, you understand? Người của đức tin nhiều khi cũng sợ chứ không phải lúc nào cũng ngon đâu, đúng không? But God is very good. Nhưng mà về phần Chúa thì Chúa rất là tốt. We can change the ticket. Nhờ đó đó mà tôi đổi vé được, có nghĩa là gì? Tôi là cái sự việc khách quan mà không phải do chính mình nên mình đổi vé được. We can go to Amsterdam. Đổi vé được qua Amsterdam là Hà Lan đó. Go to London. Rồi cái vé bắc va qua bên London. Those two places we have friends and relatives. Hai cái chỗ đó là tụi tôi đều có bạn bè, đều có người thân sống ở hai cái chỗ đó. No problem. Không có rắc rối gì cả. Need to pay. Và cũng được miễn phí luôn. So we enjoy ourselves in we went to Scotland maybe. We went north of England. Rồi đó, tôi đi đến cái vùng bắc của Vương quốc Anh, rồi đi đầu này đầu kia du lịch. That's how good our God is. Chúa chúng ta rất là tốt lành. But not end of the story. Nhưng mà chưa xong, chuyện này chưa xong. I told you two free tickets to come to Vietnam. Tôi chưa kể anh chị em nghe là tôi còn được hai cái vé miễn phí đi qua Việt Nam nữa mà. We were surprised to discover because when I used to go to Taiwan, I Singapore Airlines. Thì khi mà tôi đi bay qua Đài Loan ấy, thì thường là tôi sử dụng cái hãng hàng không là Singapore Airlines. So we have mileage point. Có nghĩa là có điểm tích điểm giống như ở Việt Nam mình cũng có tích điểm. Yeah. So what happened is that to my surprise, my mileage is registered. Thì cái điều tôi ngạc nhiên là gì? Mỗi lần tôi bay như vậy là cái hãng hàng không có tích điểm cho tôi, tích điểm lên. How is it possible? Tôi đâu có đăng ký đâu, nhưng mà cuối cùng vẫn có điểm. So ask my friend working Singapore Airlines. Nên tôi bắt đầu hỏi bạn của tôi làm việc hãng hàng không Singapore Airlines. Can anybody key in? Có nghĩa là có ai mà kiểu trong hãng hàng không đăng ký giùm cho tôi không? Free ticket, nobody can key in for you. Không ai đăng ký được đó. Mình phải là người đích thân đăng ký thôi, chứ còn không ai đăng ký được hết. So I have two tickets to come to Vietnam. Nhưng mà nhờ tích điểm như vậy nên tôi được hai cái vé khứ hồi đi qua Việt Nam miễn phí. Amen. Amen. This God. Chúa làm chứ ai làm? So why you need to be afraid? Tại sao mình phải sợ nào? God is always supply. Chúa luôn luôn là đấng cung ứng cho mình. What you need to take your promise, you need to trust God. Cái điều anh chị có cần để anh chị chiếm được sự hứa Chúa ban cho anh chị là anh chị phải tin cậy nơi Chúa. Yeah. This Vietnam trip was so surprised. I mean, can't imagine. First time I took Singapore Airlines, two times. Yeah. Thì lúc đó tôi khi qua Việt Nam là lần đầu tiên á, là tôi bay bằng hãng hàng không Singapore Airlines, đắt tiền lắm anh chị em. Bay qua mà hai lần miễn phí. My trip here, this trip. Còn cái chuyến này của tôi nè, Singapore Airlines. Cũng đi bằng hãng hàng không Singapore Airlines. Thì tôi book sớm, tôi mua vé bay sớm. $200 Có hơn 200 đô thôi. $200. Cheap, yeah. Thật ra là hơn 200 đô Sing mà là cũng rẻ đó, rẻ so với những hãng hàng không khác. Praise God. Nơi thiên Chúa. Yeah, so I mean, I just booked and now Singapore is quite cheap, so we just book. Lúc đó tôi định đặt vé máy bay, tôi thấy hãng hàng không Singapore Airlines có vẻ cũng còn rẻ, vì book sớm, mua vé bay sớm nên là tôi mua hãng hàng không Singapore Airlines. God can do for me, God can do for you. Nên những gì Chúa làm cho tôi được thì Chúa cũng làm cho anh chị em được. God is no respecter person. Chúa không hề tay vì bất cứ ai cả. Do you trust him? Quan trọng là anh chị có tin cậy Chúa hay không? You want to build his kingdom? Anh chị có ao ước là xây dựng vương quốc của Ngài hay không? How can he leave you alone? Nếu mà anh chị xây dựng vương quốc của Chúa đâu có bỏ rơi anh chị em. Amen. Amen. It's not our God. Thành ra Chúa không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Đó không phải là lý của trời của mình. God has a nature. Chúa có bản chất của Ngài. Who is good? Bản chất này luôn luôn là tốt lành. All the time. Một trong những điều phải luôn luôn ghi nhớ là Chúa luôn luôn tốt lành mọi lúc mọi nơi.
Chúa tốt có nghĩa là Chúa đảm bảo anh chị em luôn luôn có đầy đủ mọi điều có cần. Nhiều khi mình cũng lỡ mình sai lầm cái này cái kia. Thật ra lúc đầu hầu việc Chúa tôi cũng mắc sai lầm này sai lầm kia. Anh chị em cũng có thể mắc sai lầm. Không sao. Cầu nguyện. And the Lord, then you do. Và mình làm theo lời của Chúa. It's wrong, change again. Nếu mình làm sai thì mình làm lại, mình thay đổi. Amen. Amen. That's how we do the work of God. Đó là cách mình làm công việc của Chúa giao cho That's mình. How we take the promised land of God. Đó là cách mà chúng ta tiến lên và chiếm sở hữu Chúa ban chúng ta. Amen. 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 That's how we can do. Đó là cách mà chúng ta có thể làm. Amen. Amen. It's up to you. The names are quite long. Maybe we have a break now. Yeah, so we have lunch when we come back early, right? Yeah. Yeah. Bây giờ tôi muốn gửi lời thông báo cho quý ông bà anh chị em nhóm lại qua Zoom, đó là chúng ta sẽ nghỉ trưa bây giờ và chúng ta sẽ quay lại lúc 1 giờ chiều nay. 1 giờ chiều nay. And so we have a break and for lunch. And yeah. Nên chúng ta sẽ nghỉ và ăn trưa và chúng ta quay lại lúc 1 giờ chiều nay chúng ta bắt đầu. Còn kết thúc bao giờ chúng tôi chưa biết. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị là tranh thủ ăn ăn trưa sớm. Và nếu cần nghỉ ngơi thì quý vị nghỉ ngơi. Và 1 giờ chiều nay giờ Việt Nam chúng ta sẽ quay trở lại. Bây giờ, so may you pray. Chúng ta cầu nguyện. Thưa Cha, cảm ơn Chúa ngày phán chúng con rất là rõ ràng. Những gì đến từ tấm lòng của Ngài. Và chúng con có thể biết được tâm trí của Chúa, nhưng mà chúng con còn có thể nhận ra tấm lòng của Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Chúa ngày khích lệ từng người cho chúng con tại đây. Để chúng con biết rằng chúng con cần phải chiếm lấy xứ hứa. Nhiều người chúng con không biết xứ hứa là cái gì cả. Nhưng Chúa bày tỏ cho chúng con. Để chúng con biết rằng đây không phải là cái ý hay ý đẹp mà thôi. Nhưng mà đến từ Chúa. Let it be according to that. Để mọi điều được xảy ra chúng con theo như điều đến từ Chúa. So as we step out in faith, khi chúng con bước ra bằng đức tin, you will confirm it. Ngài sẽ xác chứng cho điều đến từ Or Chúa. You will change it. Và Ngài có thể thay đổi những cái gì mà xuất phát từ ý riêng của chúng con. We allow you to do that, Lord. Chúng con để Chúa làm tất cả những điều đó từ Chúa. Because our hearing is imperfect. Bởi vì chúng con biết được rằng là ngay cả chúng con nghe nhưng mà cũng không có hoàn hảo, cũng không có đầy đủ tốt nhất. You will step out in faith. Nhưng mà chúng con học để bước ra bởi đức tin. So we need this, Lord. Nên chúng con cần điều này thưa Chúa. Speak to us. Chính Ngài phán với chúng con. We will obey. Chúng con sẽ vâng lời Ngài. So God help us. Để Chúa sẽ giúp đỡ chúng con. In the name of the Lord Jesus Christ. Và chúng con cầu nguyện điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.